Xin chào các bạn và chào mừng đến với kênh Success Con Đường Thành Công. Trong hơn một thập kỷ qua, Trung Quốc đã thu hút sự chú ý của thế giới với một dự án đầy tham vọng, hệ thống đường sắt cao tốc lớn nhất hành tinh. Đây là biểu tượng cho sự phát triển vượt bậc và là minh chứng mạnh mẽ cho năng lực kinh tế, công nghệ của quốc gia này. Kế hoạch xây dựng 10.000 dặm đường sắt cao tốc kết nối các thành phố lớn nhất trên toàn quốc không chỉ là dự án cơ sở hạ tầng, mà còn là niềm tự hào dân tộc, phản ánh tầm nhìn về một tương lai hiện đại và tiên tiến. Những con tàu mang tên tái thiết không chỉ đơn thuần là phương tiện di chuyển, mà còn được xem như biểu tượng của sự khôi phục sức mạnh quốc gia. Trung Quốc đã đầu tư mạnh mẽ để hiện thực hóa tầm nhìn này, chi hơn 500 tỷ đô la trong vòng 5 năm qua để xây dựng các tuyến đường sắt, tàu hỏa và nhà ga mới. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là, liệu khoản chi tiêu khổng lồ này có thực sự cần thiết và bền vững hay không? Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng phân tích sâu hơn về những hệ lụy mà Trung Quốc đang đối mặt khi phát triển quá mức hệ thống đường sắt cao tốc, cũng như những bài học đắt giá mà Việt Nam có thể rút ra khi đang đứng trước ngưỡng cửa xây dựng hệ thống này. Đây là một chủ đề không chỉ mang ý nghĩa kinh tế, mà còn liên quan đến tầm nhìn chiến lược quốc gia trong việc phát triển bền vững. Hãy cùng chúng tôi khám phá. Đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung thú vị nào. Và bây giờ, chúng ta cùng bắt đầu. Phần 1. Từ biểu tượng phát triển trở thành hố đen tài chính nặng nề. Hệ thống đường sắt cao tốc của Trung Quốc là một kỳ tích về kỹ thuật và tổ chức, nhưng cái giá phải trả cho tham vọng này cũng rất lớn. China State Railway Group, nhà điều hành hệ thống đường sắt quốc gia, hiện đang phải gánh khoản nợ khổng lồ gần 1.000 tỷ đô la. Dù số lượng hành khách đã phục hồi sau đại dịch COVID-19, sự gia tăng mạnh mẽ về nhu cầu trong tương lai lại đối mặt với thách thức lớn. Nguyên nhân là bởi dân số Trung Quốc dự kiến sẽ giảm khoảng 200 triệu người trong vòng 30 năm tới. Sự suy giảm này có thể làm giảm nhu cầu sử dụng hệ thống giao thông công cộng, đặc biệt là những khu vực có mật độ dân cư thấp. Một ví dụ điển hình là nhà ga Phủ Thuận tại tỉnh Tứ Xuyên, nơi gần như vắng tanh vào một buổi chiều, với chỉ khoảng 20 hành khách trong phòng chờ, có sức chứa tới 1.000 người. Những câu chuyện đằng sau hệ thống hùng vĩ, trong khi những con số lớn về quy mô và chi phí của hệ thống đường sắt cao tốc gây ấn tượng. Những câu chuyện nhỏ từ đời sống thường ngày của người dân lại làm nổi bật thực tế phức tạp hơn. Ông Liu Chuanfu, một công nhân xây dựng 50 tuổi, đã phải rời bỏ công việc của mình và chuyển về quê nhà ở Tứ Xuyên để giảm chi phí sinh hoạt. Ông chia sẻ rằng, mặc dù hệ thống tàu cao tốc rất tiện lợi, nhưng ông tự hỏi liệu đất nước cần thêm bao nhiêu tuyến nữa để đáp ứng nhu cầu thực sự của người dân. Đối với nhiều người dân Trung Quốc, hệ thống đường sắt cao tốc là một công trình đáng tự hào, nhưng đồng thời cũng đặt ra câu hỏi lớn về tính hợp lý trong việc mở rộng quá mức. Với gần 30.000 dặm, 50.000 km đường sắt cao tốc hiện tại, Trung Quốc đã trở thành hình mẫu cho nhiều quốc gia khác. Tuy nhiên, tham vọng tăng thêm gần 15.000 dặm nữa vào năm 2035 với chi phí hàng trăm tỷ đô la đang khiến nhiều người đặt dấu hỏi về tính bền vững của dự án này. Chi tiêu khổng lồ và câu chuyện tăng trưởng kinh tế. Chi tiêu cho cơ sở hạ tầng, bao gồm đường sắt cao tốc, là một phần quan trọng trong câu chuyện tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc. Đầu tư chiếm tới 42% tổng sản phẩm quốc nội GDP của quốc gia này, so với mức trung bình 26% trên toàn cầu. Hệ thống đường sắt cao tốc được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sự phát triển kinh tế, kết nối các vùng miền và tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương. Tuy nhiên, vấn đề nảy sinh khi các tuyến đường sắt cao tốc bắt đầu lan rộng đến các khu vực thưa dân cư nơi nhu cầu đi lại không cao. Chi phí xây dựng và vận hành khổng lồ có thể vượt xa lợi ích kinh tế thu được từ các khu vực này. Trong khi đó, ở các khu vực đông dân cư hơn, nơi tàu cao tốc thực sự phát huy hiệu quả, vẫn có những câu chuyện thành công đáng ghi nhận. Chẳng hạn, tuyến đường sắt nối Thượng Hải với Trung tâm Công nghệ Hàng Châu đã thu hút trung bình khoảng 100.000 lượt hành khách mỗi ngày trong thập kỷ đầu tiên kể từ khi đi vào hoạt động năm 2010. Thách thức và tương lai của hệ thống đường sắt cao tốc. Một trong những thách thức lớn nhất đối với hệ thống đường sắt cao tốc của Trung Quốc là chi phí. Việc xây dựng và vận hành các tuyến đường sắt cao tốc đắt đỏ hơn rất nhiều so với các phương án thay thế như tàu hỏa thông thường hoặc xe buýt. Ở những khu vực đông dân cư,
nơi hành khách sẵn sàng trả tiền để có sự tiện lợi, các tuyến đường sắt cao tốc có thể mang lại lợi ích rõ ràng. Tuy nhiên, tại những khu vực thưa dân cư, việc đầu tư vào các tuyến này có thể dẫn đến tình trạng lãng phí nguồn lực. Với bối cảnh dân số già hóa và suy giảm, Trung Quốc đang đối mặt với một bài toán nan giải: làm thế nào để cân bằng giữa tham vọng phát triển và tính bền vững về tài chính? Liệu quốc gia này có thể duy trì được sự phát triển bền vững của hệ thống đường sắt cao tốc mà không gây áp lực quá lớn lên nền kinh tế? Hay tham vọng này sẽ trở thành một hố đen tài chính nuốt chửng nguồn lực của đất nước? Phần 2. Những tham vọng và hệ lụy của tàu cao tốc Trung Quốc. Nợ công, cái giá cho những tham vọng lớn. Để hiện thực hóa các mục tiêu đầy tham vọng, Trung Quốc đã phải đánh đổi bằng những khoản nợ công ngày càng chồng chất. Tính đến tháng 9, các khoản nợ phải trả của China State Railway Group, nhà điều hành đường sắt quốc gia, đã đạt mức kỷ lục 860 tỷ đô la. Không dừng lại ở đó, tổng nợ liên quan đến việc mở rộng đường sắt còn cao hơn nhiều. Do chính quyền địa phương, vốn đã thiếu hụt ngân sách, phải gánh thêm chi phí cho các dự án mới. Ngoài ra, khi mạng lưới đường sắt mở rộng, chi phí bảo trì cũng ngày một tăng. Điều này đặt ra gánh nặng không nhỏ lên ngân sách quốc gia, đe dọa đến sự cân bằng tài chính trong dài hạn. Dù vậy, các chuyên gia nhận định rằng khả năng vỡ nợ của hệ thống đường sắt vẫn rất thấp, bởi dự án này luôn nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ chính phủ Trung Quốc. Những người ủng hộ lập luận rằng đường sắt cao tốc mang lại hiệu ứng lan tỏa tích cực như giảm ô nhiễm từ xe ô tô, rút ngắn thời gian di chuyển và thúc đẩy quá trình đô thị hóa. Góc nhìn phê phán. Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình với chiến lược mở rộng mạng lưới đường sắt cao tốc. Zhao Zhan, một học giả tại Đại học Giao thông Bắc Kinh, chỉ trích rằng Trung Quốc đang bỏ qua những rủi ro tài chính tiềm ẩn. Ông cho rằng đất nước sẽ hiệu quả hơn nếu tập trung xây dựng một số lượng hạn chế các tuyến đường sắt cao tốc ở những khu vực đông dân cư thay vì dàn trải khắp nơi. Một ví dụ tiêu biểu về sự dàn trải này là dự án đường sắt đắt đỏ nối Tứ Xuyên với thủ phủ Lhasa, Tây Tạng, với chi phí hơn 50 tỷ đô la. Tuy không phải đường sắt cao tốc về mặt kỹ thuật, tàu chạy với tốc độ khoảng 160 km/h, mất tới 13 giờ để hoàn thành hành trình. So với chuyến bay kéo dài 2,5 giờ với giá vé chỉ 50 đô la, thời gian và chi phí của đường sắt rõ ràng không thể cạnh tranh. Niềm tự hào quốc gia. Dẫu vậy, đối với nhiều người Trung Quốc, tàu cao tốc vẫn là biểu tượng của niềm tự hào dân tộc. Ví dụ, anh Zhang Zhenbo, một hành khách thường xuyên, chia sẻ rằng giá vé tàu hỏa 13 đô la cho hành trình hơn 200 km từ Thành Đô đến Lhasa không chỉ tiện lợi mà còn tiết kiệm hơn nhiều so với lái xe cá nhân, chưa kể đến phí cầu đường và xăng dầu. Thế nhưng, không phải tất cả người dân đều hài lòng với mức giá vé ngày càng tăng. Khi China State Railway Group công bố mức tăng giá vé tới 20% vào đầu năm nay, một làn sóng chỉ trích đã nổ ra trên mạng xã hội. Dù lượng hành khách đạt 3,7 tỷ lượt vào năm ngoái, bao gồm cả tàu cao tốc và tàu truyền thống, nhưng sự gia tăng này không thể bù đắp hết các chi phí khổng lồ. Hệ thống tàu cao tốc lớn nhất thế giới. Không thể phủ nhận rằng Trung Quốc đang sở hữu hệ thống đường sắt cao tốc lớn nhất thế giới. Trong số 10 tàu nhanh nhất hành tinh, có tới 4 tàu đến từ Trung Quốc, với tốc độ tối đa lên tới 349 km/h trên tuyến Bắc Kinh-Thượng Hải. Để so sánh, con tàu nhanh nhất của Amtrak, Mỹ, chỉ đạt tốc độ tối đa 241 km/h. Thành công của mạng lưới tàu cao tốc này phần lớn nhờ vào khoản đầu tư lớn sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Hệ thống này giúp giảm phát thải khí nhà kính và mang đến sự tiện lợi vượt trội so với các chuyến bay ngắn, vốn đòi hỏi thời gian di chuyển dài tại các sân bay cách xa trung tâm thành phố. Lợi ích lâu dài và bài toán tài chính. Dù chưa thể thay thế hoàn toàn xe hơi hay máy bay, tàu cao tốc vẫn là lựa chọn hấp dẫn nhờ mức độ thân thiện với môi trường và khả năng kết nối đô thị. Người dân có thể tiết kiệm thời gian di chuyển đáng kể khi sử dụng các nhà ga ngay trong nội đô, thay vì mất nhiều giờ tại sân bay. Tuy nhiên, bài toán kinh tế cho hệ thống này vẫn còn đó. Những khoản nợ khổng lồ, chi phí bảo trì tăng cao cùng áp lực từ dân số giảm khiến Trung Quốc phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc duy trì và phát triển đường sắt cao tốc. Liệu niềm tự hào dân tộc có đủ mạnh để vượt qua những khó khăn tài chính và định hình tương lai của đất nước? Đây vẫn là một câu hỏi lớn, chưa có lời giải đáp rõ ràng. Trung Quốc đã chứng minh được năng lực và tham vọng với mạng lưới đường sắt cao tốc lớn nhất thế giới. Tuy nhiên,
Cái giá để duy trì hệ thống này lại vô cùng đắt đỏ, đòi hỏi chính phủ phải cân nhắc kỹ lưỡng giữa lợi ích quốc gia và những thách thức tài chính trong dài hạn. Phần 3. Tại sao đường sắt cao tốc vẫn được đầu tư mạnh mẽ dù thua lỗ? 1. Tình trạng lỗ kéo dài và những con số khổng lồ. Báo cáo tài chính của Tập đoàn Đường sắt Nhà nước Trung Quốc cho thấy thực trạng đáng lo ngại. Trong nửa đầu năm 2022, doanh nghiệp này lỗ tới 80,4 tỷ nhân dân tệ, tương đương 273.828 tỷ đồng. Điều này đồng nghĩa với việc mỗi ngày, hệ thống đường sắt cao tốc chịu mức lỗ trung bình 1.362 tỷ đồng. Số liệu này không phải lần đầu tiên được ghi nhận. Mức lỗ đã tăng 58% so với cùng kỳ năm 2021, khi CR thua lỗ 50,7 tỷ nhân dân tệ. Thực tế này khiến nhiều người Trung Quốc đặt câu hỏi, tại sao hệ thống giao thông được xem là hiện đại và tối ưu này lại không thể sinh lời? Lý do chính nằm ở mô hình hoạt động đặc biệt của CR. Với tư cách là một doanh nghiệp nhà nước, đồng thời là một phần của Bộ Đường sắt Trung Quốc, CR phải gánh vác cả hai nhiệm vụ, vận hành thương mại và thực hiện trách nhiệm xã hội. Điều này dẫn đến chi phí vận hành cao hơn nhiều so với doanh thu thuần từ bán vé. 2. Vì sao chi phí đường sắt cao đến vậy? Đầu tư cơ sở hạ tầng khổng lồ, CR không chỉ xây dựng các tuyến đường sắt ở khu vực đông dân cư, mà còn mở rộng đến những vùng sâu, vùng xa nhằm đảm bảo tính kết nối cho toàn bộ lãnh thổ Trung Quốc. Điều này đòi hỏi nguồn vốn khổng lồ. Năm 2021, CR đã đầu tư 748,9 tỷ nhân dân tệ vào các tài sản cố định, bao gồm việc xây dựng mới 4.028 km đường sắt, trong đó có 2.168 km đường sắt cao tốc. Chi phí vận hành cao nhưng giá vé thấp. Dù giá vé tàu cao tốc ở Trung Quốc rẻ hơn nhiều so với các quốc gia khác, nhưng lại không đủ để bù đắp chi phí vận hành. So sánh với Đức, giá vé tàu cao tốc ở Trung Quốc thấp hơn từ 3 đến 7 lần. Đây là một trong những lý do chính khiến doanh thu từ hành khách của CR tăng trưởng chậm, bất chấp số lượt hành khách sử dụng tàu cao tốc tăng đáng kể. Công nghệ và bảo trì đắt đỏ. Để duy trì hoạt động của hệ thống tàu cao tốc lớn nhất thế giới, CR phải chi hàng tỷ đô la mỗi năm cho việc bảo trì và nâng cấp công nghệ. Ví dụ, chi phí xây dựng 1 km đường sắt cao tốc ở Trung Quốc được ước tính lên tới 100 triệu nhân dân tệ, một con số không hề nhỏ khi mở rộng mạng lưới lên hàng ngàn km. 3. Lý do vẫn tiếp tục đầu tư dù lỗ. Dù phải chịu mức lỗ lớn, Trung Quốc vẫn kiên quyết đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống đường sắt cao tốc. Điều này xuất phát từ hai lý do chính. Xây dựng một mạng lưới hoàn chỉnh. Hiện nay, hệ thống đường sắt cao tốc của Trung Quốc vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, chưa đạt được mức độ kết nối tối ưu giữa các vùng miền. Chính phủ Trung Quốc coi đây là một dự án chiến lược dài hạn giúp thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội ở các khu vực kém phát triển. Hiệu quả kinh tế và xã hội lâu dài. Mặc dù hệ thống đường sắt cao tốc hiện đang thua lỗ, nhưng về lâu dài, các tuyến đường này sẽ trở thành những tài sản hữu hình mang lại giá trị lớn. Đường sắt cao tốc giúp giải phóng không gian cho vận tải hàng hóa, đồng thời thúc đẩy giao thương, du lịch và quá trình đô thị hóa. Một ví dụ điển hình là việc kết nối các vùng sâu, vùng xa như Tây Tạng với các trung tâm kinh tế lớn. Những dự án như tuyến đường sắt từ Lhasa, Tây Tạng đến Thành Đô, Tứ Xuyên không chỉ rút ngắn thời gian đi lại, mà còn tạo cơ hội phát triển cho các khu vực khó tiếp cận. 4. Mâu thuẫn giữa thương mại và trách nhiệm xã hội. Để hệ thống đường sắt cao tốc có lãi, CR cần tăng giá vé hoặc cắt giảm chi phí. Tuy nhiên, điều này khó thực hiện. Trách nhiệm xã hội, CR không chỉ là một doanh nghiệp mà còn phục vụ lợi ích quốc gia. Giá vé thấp giúp người dân dễ dàng tiếp cận, đồng thời đảm bảo tính công bằng trong xã hội. Áp lực cạnh tranh, nếu giá vé tăng cao, người dân có thể chuyển sang sử dụng các phương tiện khác như xe hơi hoặc máy bay, làm giảm lượng hành khách sử dụng tàu cao tốc. Do đó, thay vì tập trung tối đa vào lợi nhuận, CR hướng tới mục tiêu dài hạn là hoàn thiện mạng lưới giao thông quốc gia và đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước. 5. Tầm quan trọng của vận tải hàng hóa. Một phần lớn lợi nhuận của CR đến từ vận tải hàng hóa, chiếm tới hơn 50% doanh thu. Việc mở rộng hệ thống đường sắt cao tốc giúp giải phóng các tuyến đường sắt truyền thống, tăng hiệu quả vận chuyển hàng hóa. Điều này không chỉ mang lại giá trị kinh tế trực tiếp, mà còn hỗ trợ các ngành công nghiệp và thương mại khác. Dù hiện tại còn nhiều tranh cãi về hiệu quả tài chính, nhưng hệ thống đường sắt cao tốc Trung Quốc là một phần không thể thiếu trong chiến lược phát triển dài hạn của quốc gia. Với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chính phủ,
Hệ thống này không chỉ đáp ứng nhu cầu di chuyển của người dân mà còn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường và củng cố vị thế của Trung Quốc trên trường quốc tế. Chính phủ Trung Quốc hiểu rằng để đạt được những lợi ích này, cần phải chấp nhận những tổn thất ngắn hạn để đạt được giá trị bền vững trong tương lai. Vì vậy, dù lỗ nặng, đường sắt cao tốc vẫn là một biểu tượng của sự đổi mới và tham vọng phát triển của Trung Quốc. Phần 4. Hiện trạng thu phí đường cao tốc và sự khác biệt giữa Mỹ và Trung Quốc. 1. Hiện trạng thu phí đường cao tốc tại Trung Quốc. Đường cao tốc ở Trung Quốc đã trở thành một phần quan trọng trong mạng lưới giao thông quốc gia, đóng vai trò thiết yếu trong việc kết nối các khu vực và thúc đẩy phát triển kinh tế. Tuy nhiên, mặc dù lượng xe cộ lưu thông lớn và việc thu phí diễn ra liên tục, các tuyến đường cao tốc vẫn đối diện với tình trạng thua lỗ. Vậy nguyên nhân nằm ở đâu? Khoản nợ khổng lồ từ quá trình xây dựng. Một phần lớn phí thu được từ các trạm thu phí được dùng để trả nợ vay từ các dự án xây dựng đường cao tốc. Đa phần các tuyến đường này được xây dựng thông qua nguồn vốn vay hoặc trái phiếu, và việc hoàn trả khoản nợ này có thể kéo dài hàng thập kỷ. Lãi suất từ các khoản vay làm tăng thêm gánh nặng tài chính, khiến cho chi phí xây dựng đường cao tốc không chỉ giới hạn ở giá trị ban đầu, mà còn đội lên đáng kể qua thời gian. Chi phí bảo trì và vận hành. Hệ thống đường cao tốc, đặc biệt ở những khu vực có mật độ giao thông cao, cần được bảo trì thường xuyên. Các đoạn đường bị hao mòn nhanh chóng do xe tải hạng nặng hoặc thời tiết khắc nghiệt đòi hỏi chi phí lớn để sửa chữa và nâng cấp. Ngoài mặt đường, các khu vực dịch vụ dọc tuyến như trạm nghỉ, nhà vệ sinh và cơ sở tiếp nhiên liệu cũng cần được duy trì để phục vụ hành khách tốt hơn. Điều này tạo ra áp lực tài chính không nhỏ. Các khoản thuế và chi phí vận hành khác, đường cao tốc tại Trung Quốc cũng phải tuân thủ các quy định về thuế, bao gồm thuế sử dụng đất, thuế thu nhập doanh nghiệp và các loại phí pháp lý khác. Bên cạnh đó, chi phí vận hành các trạm thu phí, thiết bị giám sát giao thông và hệ thống quản lý điện tử cũng chiếm một phần lớn trong ngân sách. Tất cả những yếu tố này cộng hưởng, biến khoản thu từ phí cầu đường trở nên không đủ để bù đắp cho chi phí vận hành, bảo trì và trả nợ. Điều này lý giải tại sao, ngay cả khi thu phí, đường cao tốc Trung Quốc vẫn gặp khó khăn về tài chính. 2. So sánh giữa hệ thống đường cao tốc Mỹ và Trung Quốc. Sự khác biệt trong cách vận hành và quản lý hệ thống đường cao tốc tại Mỹ và Trung Quốc bắt nguồn từ các yếu tố lịch sử, địa lý và cơ chế tài chính. Chi phí xây dựng. Tại Mỹ, phần lớn các tuyến đường cao tốc nằm ở những khu vực địa hình bằng phẳng, thuận lợi cho việc thi công. Chi phí xây dựng vì thế tương đối thấp. Ngược lại, Trung Quốc với địa hình đa dạng và phức tạp, từ vùng núi cao đến đồng bằng, cần đầu tư lớn vào các công trình cầu, hầm và gia cố kết cấu, khiến chi phí xây dựng đường cao tốc cao hơn rất nhiều. Nguồn tài chính xây dựng. Ở Mỹ, các tuyến đường cao tốc chủ yếu được tài trợ thông qua thuế gián tiếp, đặc biệt là thuế nhiên liệu. Khi lái xe mua xăng dầu, một phần thuế nhiên liệu được trích ra để bảo trì và xây dựng hệ thống đường cao tốc. Điều này giúp người sử dụng đường không phải trả phí trực tiếp. Trong khi đó, Trung Quốc áp dụng mô hình thu phí cầu đường trực tiếp để trang trải chi phí xây dựng. Mặc dù cách làm này tạo nguồn thu nhanh chóng, nó không thể duy trì hệ thống bền vững nếu chi phí quá cao hoặc lượng xe lưu thông không đủ. Chi phí bảo trì và vận hành. Hệ thống đường cao tốc ở Mỹ có xu hướng ít đầu tư vào cơ sở vật chất dọc đường như các khu dịch vụ, trạm nghỉ hoặc hệ thống giám sát phức tạp. Điều này giúp giảm chi phí vận hành. Ngược lại, tại Trung Quốc canh, các tuyến cao tốc thường được xây dựng với tiêu chuẩn cao, bao gồm nhiều tiện ích hiện đại như khu dịch vụ, hệ thống camera giám sát và trạm thu phí tự động, khiến chi phí bảo trì và vận hành lớn hơn đáng kể. Quy mô và phạm vi phục vụ. Đường cao tốc ở Mỹ thường miễn phí và phục vụ một hệ thống giao thông rộng lớn hơn với các loại xe từ cá nhân đến vận tải. Tuy nhiên, các tuyến đường này không phải lúc nào cũng được bảo trì thường xuyên, dẫn đến tình trạng xuống cấp ở một số khu vực. Ngược lại, hệ thống cao tốc Trung Quốc tập trung vào việc cung cấp dịch vụ chất lượng cao, bảo đảm các tuyến đường luôn trong tình trạng tốt nhất để đáp ứng nhu cầu lưu thông đông đúc. Điều này đòi hỏi một khoản chi phí đáng kể và là nguyên nhân dẫn đến thua lỗ dù có nguồn thu từ phí cầu đường. 3. Tại sao Trung Quốc tiếp tục duy trì thu phí đường cao tốc? Dù gặp khó khăn tài chính, Trung Quốc vẫn kiên trì thu phí và đầu tư vào hệ thống đường cao tốc vì các lý do chiến lược.
kết nối và phát triển kinh tế vùng sâu vùng xa. Hệ thống cao tốc là nền tảng quan trọng để kết nối các khu vực nông thôn với trung tâm đô thị, giúp thúc đẩy phát triển kinh tế tại các vùng kém phát triển. Bằng cách cải thiện hạ tầng giao thông, Trung Quốc có thể khuyến khích đầu tư và tạo việc làm tại những khu vực này. Định hướng phát triển dài hạn. Dù hiện tại hệ thống đường cao tốc chưa mang lại lợi nhuận, Trung Quốc coi đây là khoản đầu tư dài hạn. Khi mạng lưới giao thông hoàn thiện và chi phí xây dựng được giảm bớt, lợi nhuận từ hệ thống này sẽ tăng lên. Đồng thời, tác động tích cực đến phát triển kinh tế khu vực sẽ mang lại lợi ích lớn hơn. Hỗ trợ vận tải hàng hóa. Việc duy trì đường cao tốc chất lượng cao không chỉ phục vụ vận tải hành khách mà còn giải phóng lưu lượng vận tải hàng hóa, giúp tối ưu hóa logistics và giảm chi phí vận chuyển. Đây là yếu tố quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế của Trung Quốc. Qua việc so sánh hai hệ thống đường cao tốc, có thể thấy rằng mỗi quốc gia lựa chọn chiến lược phù hợp với điều kiện và mục tiêu phát triển riêng. Trung Quốc đặt mục tiêu xây dựng một hệ thống cao tốc chất lượng cao để phục vụ dài hạn, chấp nhận chi phí lớn ở giai đoạn đầu. Trong khi đó, Mỹ ưu tiên giảm thiểu chi phí vận hành, tập trung vào việc bảo đảm giao thông cơ bản với chi phí thấp. Mặc dù hệ thống đường cao tốc Trung Quốc hiện đang gặp khó khăn về tài chính, chính phủ vẫn coi đây là một khoản đầu tư chiến lược, không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống người dân. Sự khác biệt giữa Mỹ và Trung Quốc không chỉ nằm ở cách thu phí mà còn phản ánh tư duy phát triển hạ tầng phù hợp với điều kiện của từng quốc gia. Phần 5. Tác động của hố đen tài chính đường sắt cao tốc Trung Quốc. Hệ thống đường sắt cao tốc của Trung Quốc từng được ca ngợi là biểu tượng của sự phát triển vượt bậc, nay đang đối mặt với nhiều vấn đề nghiêm trọng. Được xây dựng với tốc độ chóng mặt và quy mô lớn, hệ thống này đã tạo ra những gánh nặng kinh tế đáng kể. Trong bối cảnh kinh tế suy thoái và áp lực quốc tế gia tăng, những hệ lụy từ sự phát triển quá mức này đã bộc lộ rõ ràng hơn bao giờ hết. Dưới đây là ba tác động chính và những hệ quả sâu rộng mà chúng mang lại. 1. Gánh nặng nợ công gia tăng. Hệ thống đường sắt cao tốc của Trung Quốc được xây dựng với chi phí khổng lồ, thường vượt xa ngân sách ban đầu. Mặc dù mục tiêu ban đầu là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và cải thiện kết nối giao thông, nhưng thực tế lại cho thấy nhiều tuyến đường không mang lại hiệu quả kinh tế như mong đợi. Hệ lụy, nợ công ngày càng lớn. Chi phí xây dựng khổng lồ khiến chính phủ Trung Quốc phải huy động các khoản vay từ ngân hàng nhà nước và các tổ chức tài chính. Tuy nhiên, nhiều tuyến đường không sinh lợi, dẫn đến khó khăn trong việc hoàn trả nợ. Đặc biệt, các tuyến đường ở những khu vực có mật độ dân cư thấp hoặc nhu cầu sử dụng thấp chỉ làm tăng thêm gánh nặng tài chính. Điều này làm trầm trọng thêm tình trạng nợ công vốn đã rất cao của Trung Quốc. Theo các báo cáo gần đây, nợ công của Trung Quốc đã chạm mức báo động, khiến chính quyền địa phương và trung ương phải chịu áp lực tài chính lớn trong dài hạn. Tác động: hạn chế khả năng đầu tư vào các lĩnh vực quan trọng. Nguồn lực tài chính bị tập trung vào các dự án đường sắt cao tốc không hiệu quả, khiến các lĩnh vực quan trọng khác như giáo dục, y tế và cải cách công nghiệp bị cắt giảm ngân sách. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển dài hạn của nền kinh tế Trung Quốc. Ví dụ, khi hệ thống giáo dục không được đầu tư đủ, lực lượng lao động tương lai sẽ không được trang bị đầy đủ kỹ năng, làm giảm năng suất lao động. Tương tự, cắt giảm ngân sách y tế dẫn đến giảm chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe, tạo ra gánh nặng xã hội lớn hơn. 2. Lãng phí tài nguyên và hiệu quả kinh tế thấp. Một trong những vấn đề nổi bật của hệ thống đường sắt cao tốc Trung Quốc là sự phát triển không đồng đều. Nhiều tuyến đường được xây dựng tại các khu vực có mật độ dân cư thấp hoặc nhu cầu vận chuyển không cao, gây ra sự lãng phí lớn về tài nguyên. Hệ lụy, lãng phí nguồn lực. Chi phí xây dựng các tuyến đường này không chỉ lớn, mà còn đòi hỏi ngân sách duy trì và vận hành lâu dài. Trong khi đó, lượng hành khách sử dụng thấp khiến khả năng thu hồi vốn trở nên rất khó khăn. Các tuyến đường này trở thành gánh nặng cho cả chính quyền địa phương và trung ương, trong khi lại không mang lại lợi ích kinh tế tương xứng. Ngoài ra, việc sử dụng tài nguyên không hiệu quả cũng làm giảm cơ hội đầu tư vào các dự án có khả năng sinh lợi cao hơn. Điều này không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, mà còn tạo ra hình ảnh tiêu cực về khả năng quản lý tài chính của chính phủ. Tác động: tăng trưởng kinh tế không cân đối, sự phát triển không đồng đều giữa các vùng miền là một vấn đề lớn tại Trung Quốc. Các khu vực nông thôn và kém phát triển thường không được hưởng lợi từ hệ thống đường sắt cao tốc,
trong khi phải gánh chịu chung gánh nặng nợ quốc gia. Điều này dẫn đến sự gia tăng bất bình đẳng kinh tế và xã hội, làm suy yếu sự ổn định tổng thể. Ví dụ, trong khi các thành phố lớn như Bắc Kinh và Thượng Hải được hưởng lợi từ các tuyến đường sắt kết nối thuận tiện, các khu vực nông thôn không có đủ hạ tầng để tận dụng lợi ích này. Điều này làm gia tăng khoảng cách giàu nghèo, khiến nền kinh tế Trung Quốc trở nên mất cân đối hơn. Ba, áp lực lên hệ thống ngân hàng và tài chính. Ngân hàng nhà nước và các tổ chức tài chính đóng vai trò chủ chốt trong việc cấp vốn cho các dự án đường sắt cao tốc. Tuy nhiên, khi nhiều dự án không sinh lời, hệ thống ngân hàng cũng chịu áp lực lớn. Hệ lụy, rủi ro tín dụng tăng cao, các khoản vay không thể được trả đúng hạn đã dẫn đến sự gia tăng tỷ lệ nợ xấu trong hệ thống ngân hàng. Điều này không chỉ làm suy yếu các tổ chức tài chính, mà còn tạo ra nguy cơ lan rộng khủng hoảng tài chính. Các ngân hàng phải đối mặt với áp lực tái cơ cấu, trong khi khả năng cung cấp tín dụng cho các lĩnh vực khác bị suy giảm. Ngoài ra, sự phụ thuộc vào các khoản vay từ ngân hàng nhà nước khiến hệ thống tài chính của Trung Quốc trở nên dễ tổn thương hơn trước các biến động kinh tế. Nếu không có sự kiểm soát chặt chẽ, nguy cơ xảy ra khủng hoảng tín dụng là rất lớn. Tác động, ảnh hưởng tiêu cực đến niềm tin đầu tư. Sự không ổn định của hệ thống tài chính đã làm giảm niềm tin của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Khi rủi ro tài chính gia tăng, các nhà đầu tư thường có xu hướng rút vốn hoặc hạn chế đầu tư vào Trung Quốc. Điều này không chỉ làm chậm lại sự phục hồi kinh tế, mà còn khiến Trung Quốc mất đi lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh toàn cầu hóa. Ví dụ, nếu các nhà đầu tư nước ngoài không còn tin tưởng vào thị trường Trung Quốc, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, FDI, sẽ giảm sút, làm suy yếu khả năng tăng trưởng trong dài hạn. Điều này đặc biệt quan trọng khi Trung Quốc đang phải đối mặt với cạnh tranh ngày càng lớn từ các quốc gia khác như Ấn Độ và Việt Nam. 4. Tác động lên môi trường và sinh thái. Trong quá trình phát triển nhanh chóng hệ thống đường sắt cao tốc, tác động đến môi trường tự nhiên là một vấn đề lớn mà Trung Quốc phải đối mặt. Hệ lụy, suy giảm môi trường và mất cân bằng sinh thái. Phá hủy cảnh quan tự nhiên, việc giải phóng mặt bằng để xây dựng các tuyến đường sắt cao tốc đòi hỏi phá bỏ nhiều khu vực đất nông nghiệp, rừng tự nhiên và khu bảo tồn sinh thái. Điều này làm suy giảm khả năng hấp thụ carbon của môi trường và tăng cường ô nhiễm không khí. Ảnh hưởng đến động vật hoang dã. Việc xây dựng đường ray cắt ngang các khu vực sinh sống của nhiều loài động vật đã làm gián đoạn chuỗi sinh thái và giảm đa dạng sinh học, gia tăng rủi ro thiên tai. Một số tuyến đường sắt được xây dựng trên nền đất yếu hoặc khu vực có nguy cơ cao về sạt lở, lũ lụt, dẫn đến nguy cơ xảy ra tai nạn nghiêm trọng và thiệt hại về kinh tế. Tác động, gây tổn hại lâu dài đến phát triển bền vững. Những thiệt hại về môi trường không chỉ ảnh hưởng đến đời sống của người dân, mà còn khiến Trung Quốc mất đi khả năng khai thác bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên. Hình ảnh quốc gia trong mắt cộng đồng quốc tế cũng bị ảnh hưởng, làm giảm cơ hội hợp tác với các tổ chức bảo vệ môi trường hoặc các nước phát triển có ý thức cao về phát triển bền vững. 5. Khả năng sử dụng không đồng đều và vấn đề xã hội. Hệ thống đường sắt cao tốc của Trung Quốc chủ yếu tập trung vào các tuyến đường chính giữa các thành phố lớn, để lại nhiều khu vực nông thôn bị bỏ qua hoặc không thể tiếp cận dễ dàng. Hệ lụy, gia tăng bất bình đẳng vùng miền. Khoảng cách phát triển, các khu vực nông thôn, đặc biệt là ở phía Tây Trung Quốc, không được hưởng lợi từ hệ thống giao thông hiện đại này. Điều này càng làm sâu sắc thêm khoảng cách phát triển giữa các vùng miền. Chi phí cao đối với người dân, giá vé tàu cao tốc thường cao hơn so với các phương tiện vận tải khác, làm cho nhiều người dân có thu nhập thấp khó có khả năng sử dụng dịch vụ này. Tác động, mâu thuẫn xã hội gia tăng. Khi người dân ở các khu vực kém phát triển cảm thấy bị bỏ lại phía sau, tình trạng bất bình đẳng và bất mãn xã hội sẽ gia tăng. Điều này tạo áp lực lên chính phủ trong việc điều chỉnh các chính sách phát triển. Mâu thuẫn này không chỉ làm suy yếu sự đồng thuận xã hội, mà còn gây ra bất ổn tiềm ẩn, ảnh hưởng đến mục tiêu ổn định của chính phủ Trung Quốc. 6. Rủi ro kinh tế trong bối cảnh toàn cầu hóa. Với sự gia tăng cạnh tranh quốc tế và sự dịch chuyển của các chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc, hiệu quả kinh tế của hệ thống đường sắt cao tốc càng bị đặt dấu hỏi lớn. Hệ lụy, hiệu quả đầu tư giảm sút. Mất cơ hội cạnh tranh toàn cầu.
Nhiều công ty nước ngoài rút khỏi Trung Quốc để tìm đến các quốc gia có chi phí lao động thấp hơn và chính sách thân thiện hơn, khiến cho hệ thống đường sắt cao tốc không phát huy được vai trò thúc đẩy nền kinh tế. Giảm xuất khẩu công nghệ. Trước đây, công nghệ đường sắt cao tốc của Trung Quốc từng được xem là mô hình mẫu mực, nhưng các nước khác như Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Âu đã cải thiện công nghệ, khiến Trung Quốc mất dần lợi thế cạnh tranh trong xuất khẩu. Tác động. Kinh tế đối mặt với áp lực kép. Sự suy giảm hiệu quả đầu tư vào cơ sở hạ tầng và mất lợi thế cạnh tranh quốc tế làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế. Điều này đặc biệt nghiêm trọng trong bối cảnh Trung Quốc đang phải đối mặt với các lệnh trừng phạt thương mại từ phương Tây. Áp lực lên thị trường lao động gia tăng khi nhiều ngành công nghiệp chịu ảnh hưởng tiêu cực, dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp tăng cao. 7. Áp lực chính trị và quản trị. Sự phát triển quá mức hệ thống đường sắt cao tốc còn đặt ra những thách thức lớn đối với chính phủ Trung Quốc trong việc duy trì ổn định và cân bằng lợi ích. Hệ lụy, sự bất mãn từ các chính quyền địa phương. Nợ công địa phương gia tăng. Các chính quyền địa phương thường phải vay nợ lớn để tài trợ các dự án đường sắt, nhưng không thể thu hồi vốn hiệu quả do lưu lượng hành khách thấp hoặc vận hành không hiệu quả. Áp lực từ người dân. Người dân có thể không hài lòng khi thấy ngân sách công bị lãng phí trong các dự án, không mang lại lợi ích thực tế, trong khi các vấn đề cơ bản như y tế, giáo dục và nhà ở không được giải quyết. Tác động, rủi ro chính trị gia tăng. Tình trạng bất mãn có thể tạo áp lực lên chính phủ trung ương, đặc biệt là trong bối cảnh các thách thức quốc tế đang gia tăng. Chính phủ có thể phải đối mặt với sự chỉ trích ngày càng lớn từ cả trong nước lẫn quốc tế về cách quản lý nguồn lực và chiến lược phát triển không bền vững. Phát triển hệ thống đường sắt cao tốc là một phần quan trọng trong chiến lược hiện đại hóa của Trung Quốc, nhưng việc phát triển quá mức đã mang lại nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Những gánh nặng về tài chính, môi trường và xã hội không chỉ làm suy yếu hiệu quả của các dự án, mà còn đe dọa đến sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước. Để khắc phục, Trung Quốc cần tập trung vào việc cải cách chiến lược phát triển, đặt trọng tâm vào chất lượng thay vì số lượng, và đảm bảo cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống người dân. Đây không chỉ là bài toán của hiện tại, mà còn là yếu tố quyết định tương lai của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Phần 6. Những bài học quý giá cho Việt Nam từ thực trạng đường sắt cao tốc Trung Quốc. Việt Nam đang lên kế hoạch xây dựng hệ thống đường sắt cao tốc nhằm hiện đại hóa hạ tầng giao thông và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trị giá khoảng 60 tỷ đô la. Tuy nhiên, bài học từ Trung Quốc, quốc gia sở hữu mạng lưới đường sắt cao tốc lớn nhất thế giới nhưng cũng đối mặt với nhiều vấn đề nghiêm trọng, mang lại những kinh nghiệm quý báu để Việt Nam tránh đi vào vết xe đổ. Dưới đây là những bài học đáng chú ý. 1. Lên kế hoạch thực tế và phù hợp với nhu cầu. Một trong những vấn đề lớn nhất của Trung Quốc là xây dựng nhiều tuyến đường sắt cao tốc ở các khu vực có nhu cầu thấp, dẫn đến lãng phí nguồn lực và hiệu quả kinh tế thấp. Việt Nam cần chú trọng vào việc nghiên cứu kỹ lưỡng nhu cầu thực tế và ưu tiên các khu vực có tiềm năng sử dụng cao. Nhiều tuyến đường sắt cao tốc ở Trung Quốc tại các khu vực có mật độ dân cư thấp hoặc ít hoạt động kinh tế không thể sinh lợi, tạo ra gánh nặng tài chính lâu dài. Việt Nam cần tránh xây dựng tràn lan và tập trung vào những tuyến đường có khả năng khai thác hiệu quả, chẳng hạn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, nơi nhu cầu đi lại rất lớn. Áp dụng cho Việt Nam, xác định tuyến đường ưu tiên dựa trên mật độ dân cư, nhu cầu vận tải hành khách và hàng hóa, cũng như khả năng kết nối với các trung tâm kinh tế lớn. Sử dụng các nghiên cứu đánh giá tác động kinh tế xã hội để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả đầu tư. 2. Kiểm soát chi phí và tránh lạm phát đầu tư. Một bài học lớn khác từ Trung Quốc là sự bội chi trong xây dựng các dự án đường sắt cao tốc vượt xa ngân sách dự kiến. Điều này làm tăng nợ công và đặt gánh nặng tài chính lên chính phủ. Việt Nam cần thực hiện các biện pháp mạnh mẽ để kiểm soát chi phí và đảm bảo nguồn vốn được sử dụng hiệu quả. Bài học từ Trung Quốc, chi phí xây dựng nhiều tuyến đường sắt cao tốc ở Trung Quốc thường vượt xa ngân sách ban đầu do các yếu tố như thiết kế không tối ưu, quản lý dự án yếu kém và tham nhũng trong quá trình triển khai. Áp dụng cho Việt Nam, chọn nhà thầu minh bạch và đáng tin cậy với quy trình đấu thầu cạnh tranh và giám sát chặt chẽ, hạn chế vay nợ nước ngoài không cần thiết, đặc biệt là từ các nguồn vốn có lãi suất cao hoặc đi kèm điều kiện bất lợi. Triển khai kiểm toán độc lập và giám sát chi phí thường xuyên trong toàn bộ vòng đời dự án.
3. Tối ưu hóa mô hình tài chính và phân bổ nguồn lực. Trung Quốc chủ yếu dựa vào ngân hàng nhà nước và tài chính công để cấp vốn cho các dự án đường sắt cao tốc. Hậu quả là gánh nặng nợ công ngày càng tăng và áp lực lớn lên hệ thống tài chính. Việt Nam nên xem xét mô hình tài chính hợp lý hơn, bao gồm sự tham gia của khu vực tư nhân và hợp tác công tư PPP. Bài học từ Trung Quốc, việc tài trợ quá mức từ ngân sách nhà nước đã gây ra tình trạng nợ công cao, khiến chính quyền địa phương và trung ương khó khăn trong việc duy trì tài chính cho các lĩnh vực quan trọng khác như y tế và giáo dục. Áp dụng cho Việt Nam, khuyến khích khu vực tư nhân đầu tư thông qua các mô hình hợp tác công tư minh bạch và công bằng. Phân bổ nguồn lực hợp lý, ưu tiên đầu tư cho các dự án có khả năng thu hồi vốn cao. Đặt ra các cơ chế chia sẻ rủi ro rõ ràng giữa chính phủ và các nhà đầu tư tư nhân. 4. Tăng cường giám sát và quản trị dự án. Thực trạng của Trung Quốc cho thấy nhiều vấn đề trong quản lý và giám sát các dự án lớn dẫn đến thất thoát nguồn lực và tham nhũng. Việt Nam cần rút kinh nghiệm để đảm bảo rằng các dự án đường sắt cao tốc được thực hiện với tiêu chuẩn cao nhất về minh bạch và quản trị. Bài học từ Trung Quốc, các vấn đề tham nhũng trong quản lý dự án và chất lượng xây dựng đã làm tăng chi phí và giảm tuổi thọ của nhiều tuyến đường sắt cao tốc. Áp dụng cho Việt Nam, minh bạch hóa quy trình đấu thầu và triển khai các biện pháp phòng chống tham nhũng mạnh mẽ. Thành lập các hội đồng giám sát độc lập để kiểm tra chất lượng xây dựng, tiến độ và hiệu quả sử dụng vốn. Ứng dụng công nghệ và dữ liệu số để theo dõi quá trình xây dựng và vận hành. 5. Cân nhắc tác động xã hội và môi trường. Việc xây dựng các tuyến đường sắt cao tốc tại Trung Quốc đã dẫn đến nhiều hệ quả tiêu cực về môi trường và gây ra bất bình đẳng kinh tế xã hội giữa các vùng miền. Việt Nam cần đảm bảo rằng các dự án không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn hài hòa với các mục tiêu xã hội và môi trường. Bài học từ Trung Quốc. Phát triển đường sắt cao tốc tại các khu vực kém phát triển không mang lại lợi ích rõ ràng, trong khi lại gây ra lãng phí tài nguyên và gia tăng bất bình đẳng giữa các vùng miền. Áp dụng cho Việt Nam, thực hiện đánh giá tác động môi trường và xã hội trước khi khởi công bất kỳ dự án nào. Ưu tiên các tuyến đường sắt cao tốc có khả năng kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm, đồng thời giảm thiểu tác động tiêu cực đến cộng đồng dân cư và môi trường tự nhiên. Tăng cường đầu tư vào các khu vực kém phát triển để đảm bảo sự phát triển đồng đều giữa các vùng miền. 6. Đảm bảo khả năng vận hành và bảo trì lâu dài. Một trong những vấn đề mà Trung Quốc đang gặp phải là chi phí vận hành và bảo trì lớn, đặc biệt đối với các tuyến đường không có khả năng thu hồi vốn. Việt Nam cần tính toán kỹ lưỡng không chỉ chi phí xây dựng mà còn cả khả năng duy trì hoạt động trong dài hạn. Bài học từ Trung Quốc. Nhiều tuyến đường sắt cao tốc tại Trung Quốc rơi vào tình trạng khó vận hành vì chi phí bảo trì quá cao trong khi doanh thu từ vận hành thấp. Áp dụng cho Việt Nam, thiết lập kế hoạch tài chính bền vững cho vận hành và bảo trì trước khi triển khai xây dựng. Sử dụng công nghệ tiên tiến để giảm thiểu chi phí vận hành và tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên. Đào tạo nhân lực kỹ thuật cao để đảm bảo chất lượng vận hành lâu dài. Việt Nam có cơ hội học hỏi từ những thành công và thất bại của Trung Quốc trong việc phát triển hệ thống đường sắt cao tốc. Bằng cách lên kế hoạch cẩn thận, kiểm soát chi phí, tối ưu hóa nguồn lực và đảm bảo minh bạch, Việt Nam có thể tránh được các rủi ro lớn và tận dụng tối đa tiềm năng của các dự án này. Trên hết, mục tiêu là không chỉ xây dựng một hệ thống đường sắt hiện đại, mà còn tạo ra giá trị bền vững cho nền kinh tế và xã hội trong dài hạn. Lời kết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Qua những bài học từ thực trạng phát triển hệ thống đường sắt cao tốc của Trung Quốc, chúng ta thấy rõ tầm quan trọng của việc lên kế hoạch cẩn trọng, kiểm soát chi phí và phát triển bền vững khi triển khai các dự án lớn như đường sắt cao tốc. Với Việt Nam, đây không chỉ là một cơ hội để hiện đại hóa hạ tầng giao thông, mà còn là một thách thức đòi hỏi sự cẩn trọng, minh bạch và tầm nhìn dài hạn. Mỗi bước đi đúng đắn không chỉ giúp chúng ta tránh được những sai lầm tốn kém, mà còn tạo nền tảng vững chắc để phát triển kinh tế xã hội bền vững, mang lại lợi ích cho toàn dân. Hy vọng rằng những thông tin trong video này sẽ góp phần mang lại cái nhìn sâu sắc hơn về vấn đề và giúp Việt Nam khai thác tối đa tiềm năng của mình trong tương lai. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, hãy nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những nội dung giá trị tiếp theo. Đừng quên để lại ý kiến của bạn ở phần bình luận
Đâu là bài học bạn cho là quan trọng nhất mà Việt Nam cần rút ra? Rất mong nhận được sự chia sẻ từ các bạn. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Chúc các bạn một ngày tràn đầy năng lượng và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.